Alo, xin chào các bạn. Các bạn có thích lavender không? Và nếu như các bạn thích lavender, mà mình sẽ cho các bạn một lựa chọn nó mix cùng với một cái nét ngọt ấm của cacao, thì các bạn nghĩ nó sẽ như thế nào? Đấy chính là những gì mà CK DeFi và mình sẽ truyền tải cho các bạn ở trong video lần này. Cùng nhau bắt đầu nhá. Trước tiên thì nhắc tới nhóm hương lavender, thì đây là một trong những nhóm hương sử dụng rất lâu đời ở trong cái lịch sử phát triển của thế giới mùi hương. Và bây giờ thì mỗi khi nhắc tới lavender, chúng ta sẽ nghĩ tới nhóm hương hoa tím, những cái mùi hương sử dụng ở trong môi trường văn phòng mang tới một cái vai lịch thiệp chỉn chu. Nhắc một vài cái tên quen thuộc thì các bạn có thể nghĩ tới YSL Lamy de Nôm, Mad Joy, không phải suy nghĩ quá nhiều, chỉ mỗi là hiệu năng lực thôi. Có thể sang nốt hương Iris cũng thuộc nhóm hoa tím thì các bạn có thể tìm đến, đó là Dior Homme, Dior Homme Intense hay là Prada, Paranome này. Ở đây thì là một trong những lựa chọn đến từ nhà CK và trên tay mình CK DeFi phiên bản Parfum. Và mỗi khi nhắc tới nước hoa của CK thì chúng ta sẽ có một cái suy nghĩ rằng nước hoa CK khá là rẻ tiền, những sáng tạo của họ thì không được đánh giá quá cao. Và ở Việt Nam thì CK sẽ được biết tới với những chai nước hoa mùa hè, ví dụ như gặp CK One, CK B, CK Everyone, rồi những cái CK như kiểu Eternity. Đấy đều là những cái mùi nó đã khẳng định được vị thế, một phần là vì giá rẻ và những cái tông mùi tươi mát, dễ dùng. Mình thì có một cái câu hay nói rằng các bạn muốn biết nước hoa của những thương hiệu designer như thế nào thì các bạn hãy xem đó là cái phong cách thời trang, cái tệp khách mà họ hướng tới, thì các bạn sẽ hình dung ra được mùi hương của em nó. Và con này là một trong những con mà khi mà tôi xịt thì tôi khá bất ngờ và tôi nghĩ rằng tôi phải làm video ngay lập tức để giới thiệu đến cho các bạn. Phiên bản CK DeFi này thì hiện tại nó có 3 phiên bản. Phiên bản đầu tiên là EDT, dòng EDP, và phiên bản này là phiên bản Parfum. Phiên bản EDT thì có 3 người perfumer, là một người nữ, mình không nhớ rõ tên, còn một người nam thì là Pasco. Ông này thì là perfumer của EFF, học tại Isipka ra. Và cái điều đặc biệt ở cái phiên bản đầu tiên ra mắt năm 2021, có một perfumer tên là tiếng Việt, đó là ông Lộc Đồng. Ông này thì tên tiếng Việt thôi nhưng mà hình như là không phải quốc tịch Việt Nam. Còn đối với những cái phiên bản sau thì là mùi hương từ cái phiên bản EDP cho đến cái phiên bản này thì là do Pasco một mình ông làm rồi. Nên là không còn cái thông tin là của perfumer người Việt Lộc Đồng làm nữa. Thì đây là một cái chia sẻ ngoài lề để cho các bạn biết thêm. Chúng ta cùng nhau tới với cái phần thiết kế của CK DeFi. Đây, em nó ở trên tay. Chai nước hoa này thì cá nhân mình nghĩ rằng là nó là một cái sự cách điệu để mang tới một cái sự hiện đại hơn về phần thiết kế. Nó không phải là những cái chai thuần kiểu làm bo góc cạnh nữa, mà nó sẽ theo cái kiểu bo theo cái hướng là góc nó hơi vòng vòng ôm như này để tạo ra một cái điểm nhấn hơn, cũng như là chúng ta thấy thiết kế nó bớt cái phần nhàm chán quen thuộc. Chỉ cần chai nước hoa này mà làm kiểu bo bốn góc đều là kiểu tam giác ấy, đều là góc vuông ấy, thì tự nhiên các bạn nhìn chai nó sẽ không còn thú vị nữa. Nhưng mà với cái thiết kế này thì họ đã làm đối xứng, cũng như là ở cái phần mép này nó có một cái thiết kế thay đổi đó. Thế là đặt thì nó vẫn ok nhá, không vấn đề gì. Và cái màu này thì với cá nhân mình không biết là các bạn nhìn qua cam như thế nào, nhưng mà trên mình, tay mình nó là màu kiểu xanh ngọc ở nước biển, ở cái vùng, những cái vùng sâu ấy, rất là rõ nét. Nhưng mà cái nữa đó là khi các bạn soi lên ở ánh sáng như này thì các bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy cái lượng ruồi bên trong. Những cái phiên bản trước thì nó là thủy tinh trong, xong rồi nó hơi ombre một tí, còn phiên bản này để làm xanh ngắt rồi. Và mình cũng đã nói rằng là càng những cái phiên bản của những cái thương hiệu designer ấy, họ sẽ có một cái thiết kế ở những cái nồng độ cao hơn thì họ sẽ làm những cái màu sắc để cho các bạn dễ dàng có thể nhận biết hơn. Ví dụ như những cái con như kiểu YDP, những cái phiên bản flanker về sau, ví dụ như mình có ở đây. Cái con này, con Elixir này cũng mới tinh luôn, vừa mới cầm về buổi trưa. Thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là cái màu của nó cũng đã làm có phần khác đi rồi, không giống cái phiên bản EDP quen thuộc nữa. Rồi ok, bây giờ chúng ta lại cùng nhau đến với phần vòi xịt. Vòi xịt của con này tôi nói thật là tôi không đánh giá cao. Thiết kế thì tôi nhìn thấy trông cũng ok đó, nhưng mà riêng vòi xịt thì tôi chỉ đánh giá tầm 5 trên 10 thôi. Gọi là xịt cho nó có thôi, xịt được thôi, còn không đánh giá cao về phần vòi xịt này lắm. Về cái phần mùi hương thì tôi xịt con này từ khoảng tầm cách đây lúc 9 giờ sáng, và hiện tại lúc quay video tương đại là 12 giờ 5 phút.
Có nghĩa là khoảng tầm 3 tiếng rồi ở trên da thì mùi hương nó cũng có phần yếu đi. Thì lúc mình trải nghiệm cái phần top note của con CK Defy này, phiên bản parfum ấy, khi mà mình xịt ra thì mình nhận thấy một cái vai mùi có cái nét của hoa tím rất rõ rệt, lavender. Nhưng mà là lavender ở đây làm theo hơi hướng kiểu khá là sáng, tươi. Các bạn có thể nghĩ tới Lani de Nôm. Chính xác, đấy là những gì mà các bạn có thể nghĩ tới ở cái phần top note CK Defy. Nó có phần khá là giống Lani de Nôm, nhưng mà ở đây thì nó sẽ có một cái độ e và tươi hơn khá nhiều so với Lani de Nôm. Mà mình thấy rằng là sau khoảng tầm 5 phút thì hai con có nét khá là tương đồng. Nhưng sau khoảng tầm 20 phút ở trên da thì cái nét the tươi hơi chút phấn phấn nhẹ của lavender kết hợp cùng với tiêu nó sẽ bay rất và bớt đi. Các bạn sẽ nhận thấy một cái bay mùi ngọt xuất hiện ở trên da. Thì cái nốt hương mà theo như ghi chú của CK Defy đó chính là nốt hương của cacao. Đây cũng là nốt hương mà trong hai cái phiên bản phía trước, người đàn anh đi trước của Defy thì nó không hề có. Mình nhớ là cái phiên bản EDP thì nó có cái nốt hương của da thuộc, còn đối với phiên bản này thì nó sẽ là một cái phiên bản làm trẻ trung hơn và tối ưu hơn ở trong cái thời tiết nhiệt độ nhất định đó. Thì con này trên da mình sau khoảng tầm 30 phút thì các bạn sẽ nhận thấy một cái vai mùi hơi ẩm ẩm và cái nét ngọt của cacao vani xuất hiện, nhưng nó không hề gây cảm giác dày bết hay là khó chịu ở trên da. Và khi mà đây, để tôi ngửi lại. Và khi mà ở trên tay mình ấy, thì con này sau khoảng tầm 1 tiếng thì các bạn sẽ ngửi thấy nó giống như kiểu cái mùi của những cái vỏ cây ấm lên nhờ nhiệt độ của da kết hợp cùng với cái nét ngọt bột phủ một lớp mỏng ở trên da của các bạn. Khá là dễ chịu, rất là chỉn chu, rất là lịch sự và có một cái độ nam tính ở trong này. Tại vì cái nét cay cay mùi mùi và kiểu đất ẩm nó vẫn xuất hiện rất là rõ. Những cái gì mà còn lại ở trên da sau khoảng tầm 3 đến 4 tiếng thì các bạn sẽ nhận thấy một cái tông mùi gỗ khô. Lúc này thì thực ra tôi đang khá là lăn tăn về cái phần mùi hương của em này. Tại vì trên da mình ngửi con này khi ở phần dry down nó khá là giống đàn hương đó, nhưng mà nó sẽ không có cái nét béo ngậy mà sẽ chỉ còn cái nét bột gỗ kết hợp cùng với cái nét ngọt thôi, chứ nó không béo sáng. Đấy là nếu như bạn nào mà thử qua con CK Defy phiên bản EDP rồi thì cũng rất mong các bạn feedback lại. Tại vì mùi hương này mình đã test khá nhiều lần thì mình rất là lăn tăn về cái phần trải nghiệm mùi hương. Cái lần đầu tiên khi mà tôi thử con này tôi còn cảm giác là kiểu tôi đang xịt một cái mùi đàn hương hơi kiểu bột gỗ cơ. Nhưng mà sau tôi xem lại nốt hương thì tôi thấy ồ, nó chả hề có một tí đàn hương nào. Nhưng mà đây là cái trải nghiệm cá nhân mà mình cũng rất muốn chia sẻ với các bạn, để xem bạn nào cũng đang có cái thắc mắc như mình hoặc là có cái trải nghiệm ngửi ra mùi đàn hương ở trong cái combo này hay không nhá. Cá nhân tôi thấy rằng là nó lên theo cái kiểu gỗ ẩm, xong rồi lúc sau khô với một chút bột ngọt ngọt ấm ấm. Mùi thì cũng khá là dễ xài, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng ở trong những cái dịp, thứ nhất là đi làm văn phòng này, thứ hai đó chính là các bạn đi chơi hoặc là đi tiếp đối tác vào những buổi tối. Các bạn cần một cái vai mùi đủ ấm, đủ độ ngọt để không bị quá già, nhưng mà nó vẫn giữ cho bạn được một cái vai trưởng thành nam tính. Thì đây là một trong những con như vậy. Và cái độ tuổi mà mình recommend cho các bạn con này ở khoảng tầm 23 đến 25 tuổi đổ ra. Và cái môi trường mà các bạn xài đẹp nhất nó loanh quanh khoảng tầm trên dưới 25 độ. Đó. Còn cái outfit các bạn mặc thì các bạn có thể mặc những chiếc polo có cổ màu đen thế này, những chiếc quần Âu hay kể cả những chiếc quần jean cũng được. Tóm lại là tôi nghĩ là cái outfit để đi làm văn phòng nhà nước hoặc là kể cả văn phòng ở ngoài, các bạn cần một cái sự lịch sự, áo có cổ, quần và đi giày, thì đấy là một trong những lựa chọn rất ok. Con này thì nếu như mà so với hai cái phiên bản flanker trước ấy, thì cái phiên bản đầu tiên thì nó khá là mát, dễ xài. Cái phiên bản thứ hai thì cá nhân mình thấy là cái việc trải nghiệm của cái phiên bản EDP thì có phần hơi da thuộc nhiều quá nên là các bạn sẽ hơi cấn. Nhưng ở cái phiên bản này thì nó lại là một cái phiên bản cực kỳ dễ tiếp cận, khi mà cái nét hương ban đầu thì lavender, lúc sau thì có cái nét ấm ngọt của cacao, của gỗ, thì nó mang tới một cái trải nghiệm tốt hơn. Ở trên góc độ là một người dùng cơ bản đang tìm một cái mùi có thể gọi là lạ mũi đi, thay đổi đi so với những lựa chọn phổ thông văn phòng, thì CK Defy là một trong những con rất ok. Về cái phần hiệu năng thì trên da mình CK Defy nó lưu được khoảng tầm 6 tiếng
trên dưới 6 tiếng một tí. Có những hôm trời mát mẻ như kiểu Hà Nội hiện tại khoảng tầm 27-28 độ thì các bạn sẽ thấy rằng là nó lưu được khoảng tầm 7 tiếng hơn. Nhưng cái độ tỏa hương của nó thì nó chỉ tỏa tốt trong khoảng tầm 1 tiếng đầu và tầm độ tỏa khoảng tầm nửa cánh tay, hơn nửa cánh tay một tí. Về sau thì nó sẽ giảm dần và sẽ duy trì khoảng tầm dưới nửa cánh tay quay đầu. Đây cũng là một trong lựa chọn mà mình đã đưa ra để có thể lựa chọn trong môi trường văn phòng. Đó, CK DeFi rất là trẻ. Các bạn có hình dung mấy anh Tây mặc những chiếc măng tô, xong rồi mặc quần jean hoặc là những cái chiếc áo blazer khoác một cái đeo qua một cái khăn kết các thứ. Đó, cứ theo cái kiểu Âu phục lịch sự chỉn chu thì đây là một trong những con rất là recommend để các bạn. Các bạn cũng có thể sử dụng để đi hẹn hò cũng được. Nếu như các bạn có một cái thói quen là hẹn hò, các bạn cũng ăn mặc như kiểu đi làm, thì mình nghĩ là đây trong một con rất ổn. Không biết là các bạn đã từng thử con này chưa, rất mong các bạn có thể chia sẻ phía dưới. Tuy không phải là một cái lựa chọn gọi là quá là wow, và so với những quốc dân như kiểu Bleu de Chanel, như kiểu Vetiver Santo hay là những cái con quốc dân như kiểu Padano, thì CK DeFi là một trong những con rất đáng để tham khảo. Vẫn muốn nét gỗ, vẫn có độ ấm, tỏa không quá nồng, rất là dễ dùng văn phòng, nhận được những lời khen. CK DeFi. Và nếu như dùng rồi thì rất mong các ông có thể chia sẻ cảm nhận bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.